Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay quay trở lại với đây Nhây Vlog. Hôm nay là anh em chúng tôi sẽ đi xuống thành phố Tây Bình để thi cuộc thi chạy giải thưởng bất định bảng. Hôm nay anh em thấy có đông thành viên trong anh em của chúng tôi không? Mình nhờ đâu những thằng đối em. Hello, xin chào tất cả anh em. Nhảy cái lốc. Thôi để nói chơi. Đây nhà của mình nhá. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review phòng nhà trường cho đi du lịch mọi người. Đây hai thằng cu cùng phòng mình. Ok, mình sẽ review nhé. Cửa vào mọi người. Và cửa vào nhà tắm. Xịn sò. Đây phòng tắm. Đây là khách sạn Dream nha anh em. Tủ quần áo này. Bên trong có bàn là bên này. Bên đây có mắt vừa áo này, bao nhiêu thằng cu để. Đây là cái gương. Đèn ngủ, máy sấy, ấm nước. Bạn đi chưa? Tôi đi đâu rồi? TV, wifi. Rồi xin lỗi anh em này. Đây, giường. Ghế ngồi này. Cho anh. Làm review nhá. Đang ngủ ghế. Rồi, vẫn kiểu hai cũng ấy. Anh chưa thấy anh chưa thấy anh. Anh chưa thấy anh. Chưa thấy chị ơi. Anh ngồi ở trên cái hướng được. Các bạn người, bao nhiêu mình nhiều sáng. Mấy nhóm được mấy. Anh không biết. Anh không biết sáng nay đi chạy sao hết. Thì tốt nha. Được lắm rồi. Thầy thằng thầy man thì tôi chịu nhất chí mà đừng chạy nhá. Ui giời kém. Ăn sáng ăn buffet dạ xôi này ngồi bánh ăn tráng miệng. Dưa. Đây là thịt hú này. Trứng trắng này. Ai Vy ơi, Vy ăn trứng trắng này. Ai có trứng ăn trứng chạy không? Bánh mì, đồ ăn trắng miệng. Khoai, ăn khoai cho người ta ghi này. Xôi, đây là súp. Dưa. Dưa. Tương rang này. Dạ. Bị vào. Ho mà mang gì đấy? Trung gian, giò, rau, xúc xích, bò, xương lơ, cà rốt, hết rồi. Sang bánh này. Đúng rồi. Được rồi. Bánh mì này. Ô cái gì nhỉ? Trung gian. Món thằng mắm ạ. Bánh đấy. Bánh giả. Nó thì bò đấy. Ngoài mãi rồi anh em ạ. Để ăn mì tôm. Ăn lại đấy nữa mà.
cà phê sáng. Ừ. Ừ. La la la. Các thư giãn. Mặt trà. Anh làm việc em dù kìa. Xong. Em dù kìa và cứ Tuấn ông mơ sống không? Nhà thi đấu. Bao nhiêu nhé? Bao nhiêu nhé? 800 chưa? Đây là khung cảnh buổi thi Dung chạy buổi sáng đầu tiên. Ngồi xuống kìa. Việt một đừng ngồi, ngồi mất đẹp. Thằng Việt mất đá cái đầu tiên rồi. Thấy chưa, bảo rồi. Cố lên ơi. Cố lên. Thôi xong rồi, lại tặng đi ơi. Nhìn đi ơi. Thế rồi. Ơ nhưng mà đấy, đấy mới là hy vọng của anh em mình rồi. Đấy mà anh ấy sáng lên xấu. Sáng to rồi, sao vậy? Cái huyền được. Nhất rồi, yên tâm. Yên tâm nhất rồi. Nhanh lên! Tốt! Hay quá! Nguyễn Thị Minh Phương! Ngồi lên thì cũng đẹp! Quá nhiều! Ta linh tinh! Tốt rồi, Huy vẫn nằm tài rồi. Trời đại quá. 5-2-2. Người ơi có biết rằng anh rất nhớ em, những yêu thương ngầm cháy khi xưa lúc bên nhau. Đừng buồn em yêu nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc bên nhau. Anh nhớ em. Đi dạo phố mọi người ơi. Anh tôi kiểu. Mọi người đang đi chơi Vincom. Máy xòm. Anh đang cầm. Cái gì? Chỗ Việt đẹp hơn. Hay quá thầy ơi. Ý đi thầy là đang ăn, thầy im thầy là đang ăn. Quái thầy ạ. Ừ. Em yêu như hoa nhạt màu. Anh quên thì ta mỗi đau. Những phút ân ái lần đầu. Cho ta càng thêm nói đau. Cây hoa tàn. Không có bà, đây là quái ạ. Đây là quái, phòng mình là quái thế nào. Đáng hát theo đầu tiên. Rơi trên cánh lụa hồng. Hai nước mắt em ngóng trông. Mong tình sẽ đến một lần. Bên em nơi tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn. Hát nó cười rồi. Là cả cuối xuân rơi theo môi tình. Cái cửa này chúng ta không cho. Ba cái thì cửa. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sáng cuối cùng. Mọi người đang đi ăn sáng à? Sáng cuối cùng của buổi thi thể thao. Tối mình luôn. Hôm nay trời có vẻ nặng. Buổi sáng cuối cùng.
đi 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 cuối cuối. Anh em đi biển luôn em đi. Hey. Ôi. Tôi muốn thật khách nên chúc phúc và thôi. Và hôn nhân đến cho chỉ mỗi hoa vàng nắng. Bởi mình nghèo nên chỉ luôn luôn phải sợ. Mai chuẩn bị ra rồi mọi người ơi. Đây là gương mặt thẫn thờ của tất cả mọi người khi sắp chuẩn bị về đi ăn cơm rồi đi về. U H để trước cái ăn đầu tiên là ngon nhất, cô hôm đầu tiên đấy thầy ạ. Hết giờ cả đoàn bị đuổi. Bán hay rồi. Đầu tiên là bọn em ơi. Em bảo ship cho là ship quả dưa. Quả sáng em đã dọn rồi. Thế con này nó bảo. Trời ơi, cái này em đi ra. Hôm nay là để bọn em xin mấy bông để về tặng cho mẹ. À dưới cái sảnh đấy. Cái sảnh mà lúc mà thầy vâng, nhưng mà em thì 2.33 trái